Đan Hoàng Chiến Đế tập thứ 416. Thái Tổ cùng Thiếu Hoàng đều đầy đủ hung hãn, không có lập tức tháo chạy, mà thừa dịp cơ hội này lại bộc phát một lần oanh sát Khương Nghị. Chỉ cần Khương Nghị vừa chết, cục diện sẽ còn có cơ hội để loay chuyển. Ầm ầm. Các người không có cơ hội, đế tộc thua rồi, thua rồi. Khương Nghị ngang nhiên khởi động lần niết bàn thứ hai, liệt diễm sôi trào như hỏa sơn vạn cổ phun trào, phóng lên tận trời, tiếp đó tuôn ra tám phương, cưỡng bức đẩy lùi Thái Tổ cùng Thiếu Hoàng. Sau đó niết bàn trùng sinh trong liệt diễm đang cuộn trào trở lại đỉnh phong. Rút lui không cần phân tán, cùng một chỗ rút lui. Thiếu Hoàng cảm thấy thật đáng tiếc nhưng lại không thể không rút lui khỏi chiến trường. Cùng một chỗ rút lui. Huyền Vũ Thái Tổ đã lập tức hiểu được ý tứ, nếu như đơn độc rút lui, chắc chắn sẽ bị Khương Nghị đánh giết từng tên, nhất là hắn cùng Huyền Đàm, Huyền Mang tốc độ là thiếu hụt. Từ nơi này xông tới hướng đông là 50 vạn dặm, chắc chắn sẽ trở thành con đường chết của mình. Lòng tộc tập kết tới chỗ chúng ta. Thiếu Hoàng liên tiếp gào thét, nhất định phải liên hợp rút lui, nếu không từng người tự chiến tự tìm đường chết. Bọn hắn là bại nhưng tuyệt đối không thể bị bại quá thảm, nhất định phải cho đế tộc giữ lại bộ phận cường giả. Ầm ầm. Huyền Vũ Thái Tổ phóng thích hải triều ngập trời bao phủ chiến trường. Hải triều không ngừng liên tục xông ra khỏi chiến khu hư vô. Dã man lao nhanh vô cùng mênh mông, trận đánh quỷ tộc cũng tách vòng chiến giằng co ở các nơi ra. Rời khỏi chiến trường, rút lui mau. Long tộc bị phẫn gầm thét, lại không còn bận tâm mặt mũi, nhào nhào hội tụ tới chỗ Huyền Vũ Thái Tổ. Ta không cam tâm. Hỗn đàn, tại sao? Ô minh quỷ tộc đáng chết. Các cường giả đế tộc tức giận đến mức không kiềm chế được, chịu đựng khuất nhục, cưỡng ép tránh thoát khỏi vòng chiến của riêng mình. Đều là cường giả thánh hòa cùng thần cấp, dưới cơn điên cuồng phóng thích vô độ, số lượng lớn cường giả tránh thoát khỏi vòng chiến, loạn. Mấy ngàn dặm chiến trường triệt để lâm vào hỗn loạn. Nhưng yêu tộc muốn tập kết há lại dễ dàng như vậy. Bọn hắn điên cuồng giãy giụa, cường giả vạn thế điên cuồng bạo tẩu, mà hải triều của Huyền Vũ Thái Tổ vẫn bạo động mãnh liệt, nhưng cũng có thể chiếu cố toàn bộ chiến trường và tất cả vòng chiến. Khương Nghị, Thiền Hậu, Đông Hoàng Như Ảnh liên hợp với nhau giết tới một chỗ, trấn áp một chỗ, tận hết khả năng săn giết cường giả thần cấp. Đầu tiên là Huyền Mang giải thoát Tần Vị Ương, sau đó là Thái Uyên Thần Tôn giải thoát Khương Diễm, tiếp đó là Thiên Long Bạch Hổ. Về phần chiến trường ma tộc không thể nghi ngờ là chật vật nhất. Theo Thái Hư Cổ Long tránh thoát, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại cùng Đông Hoàng Lăng Tuyệt đều không có dây dưa, quả quyết tập kết đuổi giết chiến trường ma tộc, thuận lợi còn mang theo kiều vô hối. Thái Âm Ngọc Thú cùng Cổ Tác Nhân cũng nhao nhao đuổi giết ma tộc chiến trường. Ma tộc hung tàn lại cường đại, không hề dễ dàng tiễu sát, huống chi lại là trạng thái bùng nổ. Cho nên càng nhiều cường giả tụ tập, càng có thể bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Cùng lúc đó, Thường Sinh Cung tại đỉnh Tổ Sơn rốt cuộc cũng được thả ra. Nơi đó không hiểu rõ ràng tình huống cụ thể trên chiến trường, nhưng giết ma tộc lại chuẩn không sai, nhất là Hắc Hoàng Thiên nắm Cửu Hoàng Hắc Ma Bia trong tay. Dưới chỉ lệnh của Lý Quân Giao, Thường Sinh Cung dưới tiếng hò hét cao vút của hàng tỷ dân chúng, tụ tập sát niệm Thương Huyền, phát khởi bạo kích đối với Hắc Hoàng Thiên. Hàng tỷ dân chúng đã bị tuyệt vọng cùng tức giận thôn phệ, đang điên cuồng phát tiết, cống hiến lực lượng cầu nguyện không có gì sánh kịp. Thường Sinh Cung mãnh liệt lắc lư, cơ hồ không chịu nổi, nhưng sát sinh tiễn vẫn bộc phát ra cách mấy vạn dặm mênh mông, đánh về phía Hắc Thiên Hoàng. Một lần, hai lần, ba lần. Hắc Thiên Hoàng bằng vào Hắc Ma Bia liên tiếp chạy trốn, nhưng vẫn liên tục bị trọng thương, cuối cùng bị Thôn Thiên Ma Hoàng triệt để vây quanh. Liên quân đế tộc rõ ràng diễn dịch cái gọi là binh mại như núi đổ. Cường giả vạn thế thì thừa thắng xông lên, diễn dịch đến cực hạn. Kỷ Nguyên năm 20, ngày 28 tháng 12, trận đại chiến Thương Huyền, chiến thứ 2, bộc phát toàn diện tại phía Bắc Đại Hạ Hoàng Triều. Mặc dù liên quân đế tộc nhìn như chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, càng hào tình vạn trượng muốn giải quyết triệt để cường giả vạn thế, nhưng từ khi Khương Nghị bắt đầu tấn công, đại sát toàn trường, đến khi Thiệu Thành Duẫn như phù dung sớm nở tối tàn, trận liền mình ngay cả trang sử của đế tộc không có tiền lệ, cũng không có lấy được hiệu quả trấn áp lý tưởng, ngược lại còn chật vật mà hỗn loạn. Vào thời khắc mấu chốt, Lục Đại Quỷ Hoàng Địa Ngục cường thế tiếp viện, càng là dưới sự rung động cùng cường thế đánh vỡ tung chiến trường. Cuối cùng liên quân đế tộc, cường thế tập kết nhân tộc, yêu tộc, ma tộc đã tan tác toàn diện. Tất cả ma tộc của Hắc Ma Đại Lục không một tên nào may mắn thoát khỏi. Lên tới đế tộc Hắc Thiên Hoàng xuống đến Thánh Hoàng, toàn bộ đều lọt vào chém giết. Mà bình trí cao của Hắc Ma đế tộc là Cửu Hoàng Hắc Ma Bia cũng lọt vào trấn áp. Bác Thái đế tử Thái Sở Vĩnh Dạ chạy thoát. Kim Vô Song trốn vào chi đội yêu tộc. Sau khi chi đội yêu tộc gian nan tập kết thì cũng nhanh chóng di chuyển tới hướng đông. Ba tôn Long Hoàng của Long tộc là Ngao Lê, Ngao Tấn, Ngao Minh cùng Lôi Đỉnh Cự Long, hai tôn Bát Thủ Thiên Long, ba tôn Thái Hư Cổ Long có thể may mắn còn sống sót. Bạch Hổ Thiếu Hoàng Lão Yêu Thần cùng một tôn Thánh Hoàng Bạch Hổ, một tôn Thánh Hoàng cùng kỳ có thể may mắn còn sống sót. Huyền Vũ đế tộc Thái Tổ cùng Huyền Minh còn sống, Huyền Mang chết thảm. Ngày 29 tháng 12, chi đội U Minh rút lui toàn diện thẳng đến Thiên Trụ Sơn. Bọn chúng không thể nào tồn tại lâu dài tại nhân gian giới, nếu không rất dễ dàng bị hòa tan biến mất. Mà sinh tử lưỡng giới cường thế khai thông chắc chắn sẽ kinh động đế quân, bọn hắn nhất định phải trở về U Minh địa ngục, chuẩn bị đối kháng đế quân trấn áp. Sau khi ngắn ngủi chỉnh đốn, Khương Nghị đã thống ngự cường giả Thương Huyền đuổi bắt chi đội yêu tộc trốn về hướng đông. Nhưng dưới sự bảo vệ gắt gao của Huyền Vũ Thái Tổ cùng dưới sự uy hiếp của chúng sinh đại táng, Từ Thiếu Hoàng mấy lần điên cuồng ác chiến đều bị ép ngừng lại. Kỷ Nguyên năm 21 ngày 20 tháng 1, được cường giả Thương Huyền làm bạn, Huyền Vũ Thái Tổ vượt qua 50 vạn dặm, lùi tiến về phía đông Huyền Vũ Hải vực, nâng đao. Khương Nghị cuồng bạo gào thét vang vọng đất trời, thương thương thương. Tiếng tranh minh kịch liệt giống như xuyên kim liệt thạch rung động sơn hà, oanh minh đại lục cùng hải dương. Hồng Hoàng Thiên Long, Kiều Vô Hối, Tần Vị Ương, Ngu Chính Uyên và các thần linh, Đông Hoàng Càn, Khương Quỷ, Bạch Tai, Triệu Thời Việt và các thánh hoàng nhào nhào bóp lấy tù binh trong tay. Có Cửu Thủ Thiên Long Ngao Anh, một tôn Bát Thủ Thiên Long, Bạo Phong Cự Long, Thương Hải Cự Long, Thập Nhị Dực Hắc Xà Hoàng, Luân Hồi Cổ Long. Có Bạch Hổ Yêu Thần, hai tôn Thánh Hoàng Bạch Hổ, một tôn Thánh Hoàng cùng kỳ, Thao Thiết Đào Ngột, Đại Địa Hùng Hoàng, Cự Thú Hải Dương. Có Hắc Hoàng Thiên, Hình Thiên Ma Hoàng, Kình Thiên Ma Hoàng, 18 vị Thánh Hoàng của Hắc Ma Đại Lục. Có Chu Phục Sinh, Thái Huyền Thần Tôn, Chu Nguyên Bá, Bùi Tu Nghiệp. Còn có 4 tôn thần Khương Nghị săn giết lúc mới bắt đầu khai chiến, Ngao Tiêu, Ngao Tất, Hắc Liễm, Địch Nhung, Thủy Tổ Ngư, Thiên Uy Thần Tôn. Những tù binh này có một số đã chết, có một số thì linh hồn đã bị trọng thương đang hấp hối. Toàn bộ bị đám người Kiều Vô Hối kéo lấy áp chế ở trên vách đá, sóng cả mãnh liệt. Rống! Huyền Vũ Thái Tổ cuồng bạo đạp động hải triều lên cơn giận dữ, Ngao Lê Thiếu Hoàng bi vẫn gầm thét sát khí ngập trời. Nhưng nhìn tộc nhân gần ngay trước mắt, nhìn bọn người Khương Nghị cuồng nhiệt hung tàn, bọn hắn không thể không cố nén xúc động. Kỷ Nguyên năm 21 tháng 1 ngày 20, giọng Khương Nghị hét lớn vang vọng cả đất trời. Đế tộc bại lui, nhân tộc tam thần chạy trốn còn lại toàn diệt, yêu tộc thất thần bát thánh tàn tác còn lại toàn diệt. Hắc Ma đế tộc toàn quân bị diệt, Huyết Ma đế tộc bại trốn về phía đông bắc. Tà Phần Thiên Thần Hoàng đại biểu Thương Huyền chính thức tuyên cáo với Bát Châu Thập Tam Hải, trận chiến thủ vệ tại Thương Huyền đại thắng kết thúc. Từ hôm nay, bất kỳ thần tộc đế tộc nào chưa cho phép mà dám đặt chân vào Thương Huyền nửa bước, Thương Huyền sẽ nâng lệnh truy sát, vạn năm không rút lui, không chết không thôi. Giọng Khương Nghị càng ngày càng cuồng nhiệt, càng ngày càng khàn đi. Vẻ mặt của hắn cũng trở nên dữ tợn trong sự điên cuồng. Thương Huyền thủ vệ chiến đại thắng, đại thắng, đại thắng, đại thắng. Chúng ta thắng. Bọn người Kiều Vô Hối phát ra tiếng gào thét cuồng nhiệt mà điên cuồng đối với đại dương mênh mông mãnh liệt. Đối với tế đế tộc đang tức giận, có người cuồng hỉ, có người rơi lệ, có người cuồng loạn không ngừng hét lớn. Chúng ta thắng. Trước sau hai đời kiên trì, mấy chục năm chinh chiến đẫm máu, bọn hắn nghịch thiên mà đi, thay đổi càn khôn. Bọn hắn biến không thể thành có khả năng, bọn hắn rèn đúc thời đại thuộc về mình. Rống! Đám Ngao Anh bị trấn áp suy yếu gào thét, trong bọn họ có thần tộc, có đế tộc chưa từng nhận khuất nhục như vậy. Bị đè đầu xuống đợi làm thịt, bị xem như tế cờ tuyên ngôn. Thắng vậy mà thắng, làm sao có thể thắng được? Chu Phục Sinh bị thiên phạt thần kiếm đánh xuyên, linh hồn suy yếu, thân thể rách rưới, ý thức hốt hoảng. Huyền Vũ Thái Tổ tức giận không kiềm chế được, Thác Hải hét giận dữ. Phần Thiên Thần Hoàng, ngươi đừng phách lối quá sớm, chúng ta lui không có nghĩa là chúng ta thất bại. Kẻ thống trị trần chính là đế tộc, người thống ngự thế giới này thật sự là đế quân. Người và tù là Thương Huyền và Địa Ngục tiếp nhận lửa giận đến từ đế quân, trấn áp đến từ đế quân đi. Khương Nghị giờ cào tay phải lên, tế anh linh chiến từ ngàn năm trước, tế các nhân kiệt hào hùng bảo vệ Thương Huyền mà chết. Chém, chém. Bọn người Kiều Vô Hối nhao nhao gầm thét, nâng đao chém đầu, chấn đao toái hồn. Khương Nghị căm tức nhìn liên quân đế tộc xa xa, lần nữa gào thét. Tất cả mọi người chúng ta còn may mắn sống đến bây giờ, uống máu Tuyền Ngôn, vĩnh viễn thủ vệ Thương Huyền đại lục. Đời đời truyền thừa, ngọn lửa bất khuất. Chúng ta không sợ uy hiếp, chúng ta không sợ cái chết. Chúng ta thề sống chết nghênh chiến người ti tiện xâm nhập. Thề sống chết nghênh chiến người ti tiện xâm nhập. Bọn người Kiều Vô Hối nhao nhao gầm thét. Đã là đang tuyên cáo về đế tộc, cũng là đang lăng nhục hành vi xâm lấn của đế tộc. Khương Nghị chỉ về liên quân đế tộc phía xa. Trở về truyền cáo đế quân của các ngươi, có đảm lượng thì đến Thương Huyền giết ta, không có can đảm thì đi Đăng Thiên Kiều, ta chờ đám các ngươi. Đại chiến Thương Huyền kết thúc. Lúc bắt đầu oanh động, khi kết thúc càng oanh động. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Trước đó tất cả mọi người từng dự đoán Khương Nghị chắc chắn sẽ thua. Thương Huyền đại lục ắt gặp chinh phục. Trận hỗn chiến cả thế gian chú ý này xem chút chính là Khương Nghị kết thúc bi tráng, cùng đối kháng giữa đế tộc và phần chia lãnh địa với nhau. Kết quả thì sao bây giờ? Khương Nghị vẫn đang một mực sáng tạo kỳ tích, lại lần nữa rèn đúc truyền kỳ bất hủ. Phần Thiên Thần Hoàng thực sự đã trở thành kẻ thống trị không thể coi thường ở thời đại này. Thương Huyền đại lục cũng thực sự trở thành lãnh địa chủ quyền không người dám mơ ước. Tại Đại Hạ Hoàng Triều, Thương Huyền đại thắng đế tộc, tan tác đồ sát thần ma 33 vị. Theo lời tuyên bố cao điệu của Lý Quần Giao, hàng tỷ dân chúng lâm vào cuồng hỉ. Bọn họ kích động là lên ôm chầm lấy nhau, thậm chí là rơi lệ. Phóng thích dưới cơn khủng hoảng cực độ để bọn họ khó mà tự kiềm chế. Thắng rồi, Phần Thiên Thần Hoàng vậy mà lại thắng thật. Dài đến 30.000 năm khuất nhục rốt cuộc cũng trở thành lịch sử. Phần Thiên Thần Hoàng mang theo cường giả một tay hắn bồi dưỡng, đuổi tất cả những kẻ xâm nhập ư? Đây là chiến tích vang dội cổ kim đến cỡ nào? Đây là vinh quang tỏa sáng vạn cổ đến cỡ nào? Càng làm cho bọn hắn kích động đó là nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc tàn tác, cùng số lượng cường giả Thương Huyền may mắn còn sống sót, đủ để cho đế tộc thiên hạ lại không có bất kỳ bên nào dám can đảm đặt chân đến Thương Huyền. Thương Huyền yếu nhất đột nhiên trở thành đại lục mạnh nhất, khinh thường bát châu thập tam hải. Phần Thiên Thần Hoàng, Phần Thiên Thần Hoàng. 8 vạn dặm cương vực tại Đại Hạ Hoàng Triều vang vọng anh danh của Phần Thiên Thần Hoàng kéo dài không tiêu tan. Lý Quần Giao cùng bọn người Khương Hồng Võ đứng tại đỉnh núi ngắm nhìn Đại Hạ cương vực đang sôi trào rung động càng kích động. Kết thúc cuối cùng cũng kết thúc, bọn hắn chứng kiến Khương Nghị trưởng thành, càng chứng kiến một đoạn lịch sử âm âm sóng dậy. Thử hỏi cổ kim mấy người có thể bằng. Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn đuổi tới chỗ Khương Nghị cùng hắn hưởng thụ cái thời khắc vinh quang vô tận này. Nhưng đối với Khương Nghị mà nói, mặc dù Thương Huyền kết thúc chiến tranh, nhưng quy mô nguy cơ mới lại như lửa xém lông mày. Cái đầu tiên, U Minh Địa Ngục xé bỏ hiệp nghị ngang nhiên xâm lấn nhân gian giới, không thể nghi ngờ là trái với cấm kỵ sinh tử. Đối với đế tộc mà nói, đây là khiêu khích nghiêm trọng không thể tha thứ. Đối với U Minh mà nói, cần nghiêm túc xử lý. Cơ hội có thể khẳng định tù là chắc chắn phải chết. Cho nên Khương Nghị nhất định phải chuẩn bị nhúng tay, dù là khai chiến toàn diện cùng U Minh Địa Ngục. Cái thứ hai, mặc dù Thương Huyền thắng nhưng Khương Nghị còn không phải đế quân. Đế tộc thảm bại toàn diện đã kích thích các trường khống giả chân chính của thế giới. Một khi đế quân đặt chân đến Thương Huyền, Khương Nghị đã trải qua 2 đời chống lại lấy được thắng lợi đều sẽ sụp đổ. Cuối tháng 1 năm 21, sau khi chỉnh đốn ngắn ngủi, Khương Nghị lấy danh nghĩa chủ nhân Thương Huyền, lấy danh nghĩa thống lĩnh chỉ đội chiến tranh mạnh nhất thiên hạ phát ra lời tuyên chiến mới. Nhưng không còn là đế tộc mà là U Minh Địa Ngục. Chiều cáo U Đô Quỷ Hoàng, Phong Đô Quỷ Hoàng, nếu dám làm tổn thương huynh đệ ta dù chỉ một chút, trừ thần Thương Huyền sẽ san bằng Phong Đô Quỷ Thành. U Đô Quỷ Giới trọng chỉnh U Minh Địa Ngục, nếu người không tin, kính thỉnh chờ đợi. Năm 21, ngày 8 tháng 2, Khương Nghị trở về Thượng Thương Cổ Thành, một lần nữa chân chính mở ra phong thần đại điển. 4 tòa hoàng đế đài hoàn toàn mới phân biệt giao cho Khương Qua, Triệu Thời Việt cùng Tịch Nhan và Bạch Tai. Thời điểm trước đó phân phối hoàng nê đài còn không có gây nên bạo động quá lớn, nhưng lần này lại bạo phát tranh đoạt. Thật sự là thanh thế phong thần đại điển đưa tới cùng bí mật dính đến đều quá lớn. Lớn đến nỗi vượt qua mong muốn ban đầu của tất cả mọi người, thậm chí là ngoài phạm vi hiểu biết. Ban đầu đều tưởng rằng đó là một thần vật có thể tạo thần. Mặc dù chuyện kia đã rất khiếp sợ, nhưng ai có thể nghĩ tới thứ này lại còn có thể khiến cho không gian và thời gian vặn vẹo, bày biện ra thời đại hồng hoang cùng một đoạn sử thi giống như phong thần đại điển. Cho nên thứ này không chỉ có thể tạo thần, còn không chỉ đang tạo thần. Cuối cùng sau khi Khương Nghị và bọn người thiên hậu lặp đi lặp lại thảo luận đã tuyển định 4 người. Khương Qua cũng triệu thời Việt không chỉ là Phượng Hoàng, càng đã bồi bạn vô số trận chiến tranh, công huân rất cao. Bạch Tài không chỉ có tiềm lực to lớn mà còn trung thành tuyệt đối. Tịch Nhàn ngoại trừ thân phận Hoàng Phi, càng quan trọng hơn là thôn thiên ma Hoàng kiên trì. Về phần Đại Vương Tạc Điểu, bọn người Hàn Ngạo không cần Hoàng Nê Đài, đủ để vấn đỉnh cảnh giới thần linh. Lại phải bắt đầu. Đại Vương Tạc Điểu bọn hắn vây tụ cùng một chỗ, đang mong đợi phong thần đại điển Trần Chính. Lần này không có ai quấy rầy, không cần có bất kỳ lo lắng. Đại điển phong thần hoàn chỉnh đã sắp bắt đầu. Rất muốn ngồi ở phía bên kia. Đôi mắt đẹp của Đông Hoàng Như Yên Sinh Huy hâm mộ nhìn bọn người Kiều Vô Hối dần dần tế lên Hoàng Nê Đài. Đại vương run lẩy bẩy thân thể. Lúc nào mạnh hơn như thế? Thành thật, sự phế vật không tốt sao? Ai là phế vật? Bản cô nương ta là thiên tài. Đông Hoàng Như Yên tức giận, giận dữ vỗ cái mai rùa về phía dưới thần, kết quả dùng sức quá mạnh đã đập mình đau. Chu Thanh Thọ nằm nghiêng ở giữa mai rùa, giống như đang nằm trên ngọn núi, cười ha hả nói: đoàn cướp bóc chúng ta tất cả đều là thiên tài, chỉ cần tài nguyên đúng chỗ thì không tồn tại phế vật. Đông Hoàng Như Yên vừa muốn gật đầu, kết quả cẩn thận nhất phẩm. Cầm thú, người cho ta là nghe không hiểu tiếng người ư? Tạc Điều nói: nếu người có thể tiến tới Thánh Hoàng vậy thì hoàn mỹ, ngày nào đó chúng ta tìm một cơ hội rút hàng ổ đế quân. Đông Hoàng Như Yên khẽ nói. Nói thì nghe thật nhẹ nhàng, Khổng Võ tiến tới Thánh Hoàng nào có dễ dàng như vậy. Chu Thành Thọ ngắm nhìn Hồng Hoàng Thiền Long đang chuẩn bị ở nơi xa. Không biết đại tặc có thể trùng sinh bán đế hay không? Ai... Đại vương khá là phiền muộn, rõ ràng là mình mang huynh đệ ra, kết quả càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng mạnh, lại còn có hy vọng trùng kích đến cả bán đế. 16 tôn Hoàng Nê Đài còn có 2 tôn phân biệt tại huyết ma tộc cùng huyền vũ tộc, thật lãng phí. Trên khuôn mặt kiều diễm của Hướng Vãn Tình mang theo nhẹ nhõm đã lâu. Trận chiến thứ 2 đáng để chúc mừng nhất là bọn hắn không có bất kỳ thương vong gì, cũng là không cần lại trải qua cuộc chiến thứ 3 càng khốc liệt hơn. Bọn hắn đều hoàn chỉnh về tới nơi này, an toàn vượt qua kỳ chiến tranh. Kiều Vô Hối, Ngô Chính Uyên, Đông Hoàng Như Ảnh, Cổ Thần, Cổ Tác Nhân, bọn hắn đã thành thần, trọng điểm là nhìn 11 người của bọn người Đông Hoàng Càn. Nếu như có thể thành thần toàn bộ không Hoàng Đế Đài kích phát, số lượng lớn thần vật tài nguyên tầm bổ, bọn hắn nhất định sẽ thành thần. Tính cả bọn người Thiền Hậu, chúng ta có được hơn 20 vị thần linh. Hơn 20 vị cơ hồ là niên đại bình thường tổng hợp toàn thế giới. Hướng Vãn Đồng ngồi tại đỉnh núi nhìn qua biển người ở ngoài xa. Mặc dù còn rất yếu ớt nhưng má ngọc xinh đẹp lại mang theo dễ dàng cùng tùy ý. Mặc dù nàng đã triệt để phế đi nhưng có thể nhìn thấy muội muội sống sót, có thể nhìn thấy chiến tranh kết thúc, còn có thể nhìn thấy vạn thế càng ngày càng mạnh, nàng cũng coi như là không hề tiếc nuối. Hướng Vãn Tình đáp: "Tỷ tỷ, tỷ vẫn nên dùng thần dương huyết đi, nhìn xem có thể kích phát huyết mạch gây nên biến đổi hay không." Hướng Vãn Đồng khẽ gật đầu, không tiếp tục từ chối. Chiến tranh tạm thời kết thúc, lại lấy số lượng lớn thần vật, dùng thử 2 viên một chút cũng không sao. Mặc dù không hy vọng xa vời sẽ có hiệu quả, nhưng chẳng may thành công thì thế nào? Nàng còn muốn chấn hưng Hướng ra, còn muốn cung cấp duy trì cho vị hoàng phi thần triều muội muội này của mình. Trước đó không muốn nhiều như vậy, dù sao chiến tranh cũng còn chưa có kết thúc, thần triều còn chưa hẳn có thể quật khởi, nhưng bây giờ nàng cần thay muội muội cân nhắc chuyện thực tế nhất. Dù sao so với mấy vị hoàng phi khác thì bối cảnh của muội muội là kém hơn rất nhiều. Nếu có hài tử ngược lại cũng dễ nói. Thế nhưng Khương Nghị cũng bắt đầu hư hóa, vật kia cũng bị mất, chờ lại xuất hiện chỉ sợ muốn phải xưng đế. Nhưng sau khi xưng đế còn có thể có hài tử sao? Cơ hồ là không. Thiên hậu Tần Vị Ương, Triệu Thế Hùng, Ngũ Thiên Khải và đám người đều tụ thành vòng tròn của riêng mình, ngắm nhìn phương xa mong chờ mang theo nhẹ nhõm đã lâu. Chỉ là không có người chú ý sâu trong mây mù tại đỉnh Kiểu Thiên, cái thân ảnh phiêu miểu kia xuất hiện lần nữa. Theo Khương Nghị, Hồng Hoang Thiên Long, Kiều Vô Hối tập kết toàn bộ vòng xoáy to lớn, lớn đến mức để cho người ta hít thở không thông, lại lần nữa thành hình, che khuất bầu trời, che đậy thượng thương. Vòng xoáy ù ù xoay tròn, xé rách cả bầu trời, không gian mênh mông không gian cũng vặn vẹo lên thâm không cùng vũ trụ vô tận. Vòng xoáy tiếp tục phóng đại, không ngừng tăng tốc xoay tròn, thời không đều hứng chịu tới xé rách. Cảnh tượng thiên địa sơ khai lại lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. khai thiền rung động hồng hoang nguyên thủy theo vạn đạo. Khi ngày và đêm luân chuyển âm và dương định hình, khi thiên địa ổn định vạn vật khôi phục. Khi yêu ma thai nghén linh tập quật khởi, khi nhân tộc đang lễ bái thường thiền trong dãy ruộng. Ầm ầm. Bọn hắn thấy được hàng tỷ sinh linh tụ tập tại Thượng Thường Đế Thành. Bọn hắn thấy được cái thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi kia, dẫn đầu 18 tôn thần ma dậm chân phóng lên trời. Bọn hắn thấy được mấy triệu đồ đằng che khuất bầu trời, thấy được đỉnh Cửu Thiên đại đạo như rồng. Bọn hắn thấy được chúng sinh lễ bái, thấy được chư thần bái trời. Đó là đại điển phong thần lần đầu tiên tại hậu kỳ hồng hoang. Mà thời gian đã đi qua trăm vạn năm, đại điển phong thần lần thứ hai tại Thương Huyền đại lục. Trên cổ đế thành bị tàn phá một lần nữa đã được mở ra. Khi Khương Nghị đi đến tầng bậc thang 99, đứng ngạo nghễ đỉnh Cửu Thiên, vòng xoáy xung quanh ầm ầm sóng dậy, ầm vang sau phóng đại. Từ hơn trăm dặm đến mấy trăm dặm, lại đến hơn ngàn dặm, thẳng đến chỗ trung tâm vòng xoáy, bao phủ toàn bộ Thượng Thương cổ thành. Phạm vi xung quanh vòng xoáy càng bao trùm mấy vạn dặm sơn hà mênh mông. Vòng xoáy tăng vọt uy thế lần nữa xé rách thời không mênh mông. Hình ảnh càng rung động không thể tưởng tượng nổi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thời không trường hà. Thời không trường hà lao nhanh vạn cổ bị kéo tiến vào vòng xoáy tuyệt thế. Một cỗ cảm giác thời không sai chỗ kỳ diệu bao phủ khắp đất trời. Một loại thế giới thức tỉnh, đại đạo tụ tập cảm giác sợ hãi thẩm thấu cả linh hồn. Bất luận là bọn người Khương Nghị bên trên phong thần đài, hay là mấy người thiên hậu phía dưới đều đặt mình vào bên trong quang hải hoa mỹ. Thân thể như trở nên vặn vẹo, trở nên trong suốt. Linh hồn như rời khỏi cơ thể ngào du tại thời không trường hà. Chứng kiến trăm vạn lịch sử biến thiên. Chứng kiến thiên địa vạn linh hưng thịnh suy bại. Một tiếng gáy to vạch phá vạn cổ vang vọng dòng sông lịch sử truyền đến nơi này. Linh văn trên trán Khương Nghị lập tức nở rộ vạn đạo cường quang. Thân thể không bị khống chế vặn vẹo, trong chốc lát nương theo bạo hưởng kinh thiên động địa. Xôi trào liệt diễm, hài cốt giòn vang, Khương Nghị hóa thân thành chu tước yêu thể. Thời không cuối cùng bên trên cổ đế thành, mấy triệu đồ đằng chi đỉnh dâng lên một đạo xích thiên hỏa hoàn. Như chu tước dương cánh vượt qua dòng sông lịch sử vang vọng. Trăm bầu trời vạn năm hướng về phía Khương Nghị gào thét mà tới. Chu tước đồ đằng. Khương Nghị nhìn xuyên vạn cổ, ngắm nhìn thân ảnh mông lung trong thời không trường hà. Nhiệt huyết của hắn nhấp nhô, linh hồn phấn chấn, như cách vô tận thời không đang đáp lại tiên tổ trở về. Nhưng thân ảnh mông lung kia ở trên nửa đường đột nhiên biến mất. Ngắn ngủi mấy hơi qua đi, ánh sáng thời không nào đó bạo động. Liệt diễm ngập trời, một tôn chu tước rõ ràng hơn, càng cường thịnh hơn, vỗ cánh bay lên bầu trời. Tiếng gáy to rõ thời không hướng đến Khương Nghị nơi này gào thét mà tới. Chân thực hơn so với trước đó, càng cường thịnh hơn so với trước đó, cũng tràn ngập lệ khí hủy diệt đặc hữu của chu tước. Khương Nghị hơi suy tư đã hiểu nguyên do. Hư ảnh từ hồng hoang mà đến càng giống một loại triệu hoán đang tìm kiếm chu tước đồ đằng. Đã từng sinh ra tại thời kỳ hồng hoang, sau đó lại thất lạc tại đoạn lịch sử nào đó, rồi mới tỉnh lại, bây giờ tái hiện trên thời không trường hà. Dù sao chu tước đồ đằng mặc dù sinh ra tại hồng hoang, sau đó thì tồn tại một đoạn thời gian không thể nào trực tiếp từ hồng hoang xông đến. Cái này cũng mang ý nghĩa cảnh tượng trước mắt không phải thời không lao nhanh chân thực, càng giống như hai thời đại đang lúc cộng minh. Tuy nhiên Khương Nghị ngóng nhìn bên trong phát hiện hình như phía sau thân ảnh chu tước kia còn đi theo càng nhiều quang ảnh thần bí. Thân ảnh theo sát lấy chu tước vượt qua thời không, vượt qua bầu trời vạn cổ. Theo chu tước đồ đằng bay lên không, Thượng Thương cổ thành thời kỳ hồng hoang liên tiếp dâng lên số lượng lớn ánh sáng cường thịnh lại mông lung. Theo thứ tự là bất diệt đồ đằng, hỗn độn đồ đằng, hư thiên đồ đằng, hư không đồ đằng, luân hồi đồ đằng, tự nhiên đồ đằng các loại. Đối ứng tất cả tân chủ thụ phong đài, bao gồm cả vị huyết ma đế tộc kia, huyết ma tộc kia. Đồ đằng sáng chói như lưu tình xông vào trường hà lịch sử, xẹt qua bầu trời vạn cổ. Liên tiếp tỉnh lại chân thực đồ đằng ở nơi đó đã thất lạc trong thời không nào đó. Đồ đằng chính là thần cách ư? Bọn người thiên hậu chứng kiến phong thần đại điển thần bí mà thật lớn. Vậy hẳn là không phải chúng ta sẽ có đồ đằng. Ngũ hành thần thụ không phải đã nói đó là tín ngưỡng lực, là năng lượng tri nguyên, là hình thái linh văn ban sơ. Thần cách hẳn là cùng loại với một loại đại đạo pháp tắc nào đó, có thể làm cho bạn hắn thông qua đồ đằng sinh ra cộng minh cùng hệ thống năng lượng đối ứng bên trong thế giới. Sau khi đạt được năng lượng, bọn hắn hẳn là đều có thể chân chính xưng thần. Một tôn bán đế, 16 tôn thần, phong thần đại điển thật khủng bố. Đáng tiếc hai tòa hoàng đế đài khác. Bọn hắn chứng kiến cũng đang rung động, đồng thời cảm thấy may mắn. Bởi vì tốc độ đồ đằng vượt qua vạn cổ chậm hơn so với bọn hắn dự đoán. Đương nhiên nó rất nhanh nhưng cũng không phải lóe lên mà tới. Cái kia dù sao cũng là hai thời đại cộng minh. là một loại triệu hoán vượt qua thời không. Mà mấy người Kiều Vô Hối ở trên Hoàng Đế Đài đều như lâm vào một loại trạng thái du lịch, giống như linh hồn bay ra khỏi cơ thể đang nghênh tiếp lấy đồ đằng giáng lầm nhận lấy thời không tẩy lễ. Nếu như lúc ấy Khương Nghị không có lý trí ngăn chặn xúc động trực tiếp cử hành phong thần đại điển tại phía Bắc Đại Hạ, sau đó liên quân đế tộc phát hiện vấn đề, một khi cưỡng ép giết tới, hậu quả kia quả thật không thể chịu nổi. Bọn người Khương Nghị đặt mình vào sâu trong vòng xoáy bên trong thời không vặn vẹo như là thật sự cách ly cùng thế giới bên ngoài, hoàn toàn không biết dòng thời gian chân thực trôi. Thời điểm bọn hắn đang nghênh tiếp đồ đằng cũng đang cảm ngộ đến uy lực đại đạo thần bí, tựa như bọn người thiên hậu bên ngoài suy đoán cái gọi là thần cách chính là đạt được ấn ký thế giới. Bởi vì tên của bọn hắn xuất hiện bên trên Hồng Mông Thiên Bia. Từ Khương Nghị bắt đầu, tiếp theo là Kiều Vô Hối, Đông Hoàng Như Ảnh, Cổ Tác Nhân, Ngô Chính Uyên, Cổ Thần, Đông Hoàng Càn, Khương Diễm, Dương Biện, Đông Hoàng Toại, Khương Quỳ, Khương Qua, Lý Dần, Lan Nặc, Triệu Thời Việt, Tịch Nhan, Bạch Tai, và có vị tân thần huyết ma tộc Huyết Liêu, Càn Khôn Sơ Khai, Hồng Mông Phán Đạo. Hệ thống thế giới đại đạo diễn biến đều có liên quan cùng Hồng Mông. Hồng Mông Phong Bia đại biểu cho Hồng Mông, đại biểu cho thiên địa vạn đạo. Lưu danh Hồng Mông Phong Bia thì mang ý nghĩa tiếp nhận một đại đạo nào đó trở thành một phần tử của hệ thống thế giới. Hồng Mông Phong Bia nở rộ lên ánh sáng rực rỡ, đánh thẳng vào Hồng Hoang Thiên Long, cũng bao phủ bọn người Khương Nghị. Linh hồn của bọn hắn như rời rạc đến thế giới bên ngoài, cảm nhận được sự kỳ diệu mà thần bí của đại đạo. Nhận biết đối với thế giới và đối với võ pháp và đối với năng lượng bản thân như là thể hồ quán đỉnh, sáng tỏ thông suốt, như là một cửa lớn mới tinh của thế giới đang chậm rãi rộng mở ở trước mặt. Bên trong là thế giới đắm chìm thời không cùng hồng hoang, cảm ngộ và thăng hoa. Thời gian phía ngoài cứ thế lặng yên trôi qua. Trọn vẹn 7 ngày sau, chủ tước đồ đằng thất lạc ở mấy chục vạn năm trước vượt qua thời không rốt cuộc cũng đã tới sâu trong vòng xoáy, vạch phá vòm trời tối tăm xông về phía Khương Nghị đang mong đợi. Giờ khắc này Khương Nghị rốt cuộc cũng thấy rõ ràng phía sau lại là số lượng lớn khí tức chủ tước ròng rã 10 đạo, tượng trưng cho tuyên cổ đến nay. Sau chủ tước thủy tổ giữa thiên địa sinh ra 10 tôn chủ tước, có là nhân tộc, có là yêu tộc. Đồ đằng giáng lâm, phần thiên diệt thế chỉ viêm bạo động tràn ngập đất trời, bao phủ lấy Khương Nghị. Chủ tước thủy tổ biến thành đồ đằng, dẫn dắt từng đạo chủ tước khí thế nhào vào trên trán Khương Nghị, đánh thẳng vào toàn thân Khương Nghị. Như dùng nhàm sâu thể, toàn thân Khương Nghị cứng ngắc giống như muốn đốt sống chết tươi. Từ hài cốt đến huyết nhục lại đến linh hồn đều thừa nhận đau đớn khó nói nên lời. Nhưng ngay sau đó chính là năng lượng bạo động nhẹ nhàng vui vẻ, thân thể hư hóa vậy mà nhanh chóng gia tăng. Quan trọng nhất, trái tim bắt đầu quy về hư vô. Hư vô trái tim, hư vô huyết hải, cũng là sinh mệnh chi hải vô biên vô tận. Đúng vào lúc này, một đường vân bí ẩn chỗ cổ Khương Nghị nở rộ lên ánh sáng nhỏ bé không thể nhận ra, lại xúc động vặn vẹo vòng xoáy thời không. Sau đó, một đạo mê quang hùng vĩ không gì sánh được từ bên trong thời đại hồng hoang dâng lên, giống như càng xa xưa hơn. Nếu so với phong thần đại điển, đó là một thân ảnh già nua tràn ngập khí tức cổ chi đại đế. Hắn dứt khoát kiên quyết bước vào thời không trường hà, quan sát vạn năm thời không, bẽ nghẽ vạn đạo yêu ma. Những nơi đi qua, năng lượng thiên địa vặn vẹo càn khôn đại đạo vờn quanh. Hắn giống như thần quấn xiềng xích bị thế giới trói buộc, lại như dẫn dắt xiềng xích kéo lấy hồng hoang thế giới cổ lão. 8 tôn bản thân trong khí hải hư vô của Khương Nghị lần lượt thức tỉnh, đôi mắt đang mở hí, huyết quang như sấm, chiến khu tinh hồng khuấy động vô tận sinh cơ. Bọn chúng vậy mà đạp không mà lên, đứng ở trên hư vô huyết hải, mở ra hai tay hướng vạn cổ, giống như nghênh đón một cái gì đó. Khương Nghị nhìn xuyên thời không, nhìn chăm chú cổ chi đại đế đi tới. Đây là chủ nhân của bát cấm thánh thiền quyết. Chẳng lẽ nó không phải thần pháp mà là đế pháp? Chẳng phải là nói bát cấm không phải cuối cùng? Sâu trong vòng xoáy mây mù, một đạo thân ảnh không người chú ý đang lặng yên tới gần. Nàng như tiên ba, gì thế mà đứng, đẹp tuyệt nhân gian, thanh lệ tuyệt luân. Nàng vậy mà không nhìn thế giới bị xé rách, không gian và thời gian vặn vẹo tạo ra lực lượng kinh khủng, ngắm nhìn vạn cổ thâm không, ngắm nhìn đạo thân ảnh phiêu miểu đang ngạo nghễ đi tới. Nàng chậm rãi nhấc lên tay ngọc mảnh khảnh như muốn đụng vào thân ảnh kia. Vẻ mặt nàng hốt hoảng, môi đỏ khẽ mở. Con của ta. Sau khi Khương Nghị dung hợp chú tước đồ đằng cùng 10 khí tức đạo chủ tước, phạm vi hư vô từ 3 phần đến 5 phần, lại đến 6 phần, thậm chí là 7 phần. nhất là tâm hải khí hải cùng xương sống hư vô để hắn có được chiến lực vô địch cường đại. Vài ngày sau, hư ảnh vượt qua vạn cổ mà đến rốt cuộc cũng đi tới vòng xoáy phiêu miểu mông lung. Đế uy cuồn cuộn, hắn không có dung nhập Khương Nghị, mà nhìn thân ảnh phía trong vòng xoáy, thật lâu dừng lại, thật lâu nhìn chăm chú. Toàn thân cổ tác nhân ngồi xếp bằng ở trên thụ phong đài nóng hổi, trái tim mãnh liệt nhảy lên, cơ hồ muốn xông ra khỏi lồng ngực. Hắn từ bên trong minh tưởng thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh vạn cổ, vậy mà cảm nhận được sự quen thuộc mãnh liệt. Nơi đó có cái gì? Khương Nghị kỳ quái trông qua hư ảnh mờ mịt lại quỳ một chân trên đất. Đối với nữ tử trong vòng xoáy cúi đầu thật sâu, sau đó ngạo nghễ đứng dậy dung nhập thân thể của Khương Nghị. Vô lượng đế quân, vô lượng thắng thiên quyết. Cửu cấm thắng thiên vô địch tại thế, thập cấm vô lượng vĩnh sinh bất diệt. Trong ý thức Khương Nghị tràn vào ký ức phức tạp, càng lóe ra hình ảnh hồng hoang âm âm sóng dậy. Vô lượng đế quân thời kỳ hồng hoang, một trong 9 đại chí tôn nhân tộc, có được bất diệt thân thể, khai sáng vô lượng đế văn, lưu lại hồng hoang tuyệt học cho nhân tộc, vô lượng thắng thiên quyết. Hắn là thống lĩnh nhân tộc trong lần hồng hoang đại chiến thứ 5, cũng là truyền kỳ xác định địa vị lê sinh tồn của nhân tộc, thổi động bộ lạc lớn nhân tộc liên hợp. Khương Nghị tiếp nhận lấy ký ức thật lớn, cường thịnh truyền thừa cũng kích phát ra hồng hoang chiến khu bất diệt thân thể. Đột nhiên xuất hiện vui mừng này để hắn phấn chấn đến khó mà tự đè xuống. Bất diệt chiến khu, rung động hồng hoang thống ngự nhân tộc, nghênh chiến ma tộc, yêu tộc, thậm chí là linh tộc thời đại truyền kỳ. Vô lượng thánh thiền quyết, võ đạo tuyệt học ban sơ của nhân tộc, ẩn chứa áo nghĩa vĩnh sinh bất diệt. Truyền thừa này cùng chu tước linh văn của hắn quả thực là tuyệt phối đến hoàn mỹ. Hay là nói chu tước linh văn toàn diện thức tỉnh đưa tới truyền thừa như vậy? Thân ảnh trong lỗ trống vòng xoáy quan sát Khương Nghị ở bên trong, đôi mắt đẹp lắc lư, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Mãi cho đến sau khi hắn hoàn toàn giao hòa mới nhanh chóng rời khỏi mảnh vòng xoáy thời không vặn vẹo. Bọn người Khương Nghị tiếp tục đắm chìm bên trong cảm ngộ phong thần đài, nhận lấy truyền thừa cũng sâu sắc liên hệ lẫn nhau. Khương Nghị có thể rõ ràng phát giác được khống chế đối với tất cả mọi người bên trên hoàng đê đài xung quanh càng ngày càng mạnh, như là một ý niệm liền có thể để bọn hắn chịu chết, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến ý thức của bọn hắn. Phong thần đài xác thực vô cùng đáng sợ. Nhưng chân chính vui mừng là ở phía sau. Thời điểm khi Khương Nghị toàn diện nhận chủ phong thần đài, chân chính khống chế đế bình siêu tuyệt vạn cổ hồng hoang, đột nhiên lĩnh ngộ được một ảo diệu phi phàm. Lên trời, phong thần đài có thể lên trời. Thiên kiếp, phong thần đài có thể độ kiếp. Tựa như vừa mới bắt đầu nhìn trộm đến hình ảnh Thượng Thương Đại Đế đứng ngạo nghễ tại đỉnh Cửu Thiên nghênh đón tuyệt thế thiên kiếp. Đối với Khương Nghị mà nói, đây quả thực là một tin tức vô cùng tốt, mang ý nghĩa hắn không cần mạo hiểm tiến đến thiên khải, không cần lại đứng bên trên đăng thiên kiều, trực tiếp ở Thương Huyền có thể nghênh đón thiên kiếp ngưng tụ đế khu. Phong thần đài thậm chí là tòa đăng thiên kiều nguyên thủy nhất mà nó biến thành. Nếu như vậy, bọn người Thiên Hậu, Hồng Hoàng, Thiên Long, Thôn Thiên Ma Hoàng đều có thể trực tiếp ở tại Thương Huyền lên trời chứng đạo, không cần đứng trước sự quấy nhiễu của các đế tộc khác. Ngày 23 tháng 2, vòng xoáy tản ra, thiên địa trở lại bình tĩnh. Bọn người Khương Nghị quay về Sĩ Thiên Giới, bắt đầu bế quan chiều sâu. Trận chiến thứ 2 thu hoạch to lớn. Toàn bộ di cốt thần ma luyện hóa thành thần dương huyết cùng thần cốt linh tủy giao cho tất cả những người cần. Bao gồm thần cần mạnh lên, cũng bao gồm cả số lượng lớn niết bàn, bán thánh, thánh linh, thánh vương cùng thánh hoàng. Cánh cửa vạn kiếp Khương Nghị tự mình khống chế, cửa hoàng hắc ma bia đầu tiên giao cho An Minh Hề. Nếu như nàng không cách nào khống chế lại cho địa ma thụ, nếu như địa ma thụ còn không được cũng chỉ có thể chuyển cho thôn thiên ma tộc. Hình thiên ma đao, kình thiên ma vực, vù ma quyền trượng cũng là do An Minh Hề bắt đầu nếm thử, ai có thể khống chế thì thuộc về người đó. Sát lục niệm châu của 2 tôn bạch hổ thần cấp cùng 2 tôn bạch hổ thánh hoàng, sát giáo toàn bộ giao cho Triệu Thời Việt. Thú nguyên của Ngao Anh, Ngao Tất, 2 tôn cửu thủ thiên long đặc biệt giao cho Hồng Hoang Thiên Long. Xích thiên thần đao, một tay Chu Phục Sinh, một tay Chu Nguyên Bá, phân biệt giao cho Lý Dân cùng tân nhiệm gia chủ. Kiều gia Kiều Thiên Mạch, Chu Thiên Thần kiếm giao cho đệ tử Chu Thiên Thần điện may mắn còn sống sót Tần Tiêu Giao, là huyết mạch Tần gia, cũng là hậu đại tương đối ưu tú. Khương Nghị đơn độc điều phối số lượng lớn bảo vật cùng tài nguyên cho hắn cùng những người may mắn còn sống sót khác, cũng mình xác biểu thị không tiếc cái giá trợ giúp Chu Thiên Thần điện một lần nữa quật khởi. còn có các thần vật khác đều dựa theo yêu cầu mà phân phối. Ví dụ như mai rùa huyền mang, linh châu thủy tổ ngư, cự long, long tinh vân vân. Cơ hồ người người đều có phần. Tài nguyên rộng lượng, bảo vật vô tận để tất cả mọi người bên trong Sĩ Thiên giới cảm nhận được cảm giác an toàn đã lâu chưa có. Nhất là Khương Nghị lĩnh ngộ lên trời chi bí, từ phong thần đài để thiên hậu đều lộ ra nụ cười, cũng làm cho ánh mắt Thốn Thiên Ma Hoàng cùng giới chủ nhìn về phía Khương Nghị cũng thay đổi. Nếu quả thật có thể ở tại Thương Huyền lên trời chứng đạo, không thể nghi ngờ là đảm bảo hoàn cảnh an toàn, tỷ lệ thành công gia tăng thật lớn. Trong lúc bọn hắn toàn thể hưởng thụ thắng lợi vui sướng, đại lục bên ngoài Thương Huyền lâm vào khủng hoảng vô tận cùng tức giận. Bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được đế tộc toàn diện xâm lấn vậy mà trong thời gian ngắn ngủi đã tàn tác. Mặc dù trong này có nhiều loại nguyên nhân, nhưng theo bọn hắn xem ra, bất kỳ cái nguyên nhân gì đều không đủ để dẫn phát đại bại không thể tiếp nhận như vậy. Nhất là những hoàng tộc hoàng đạo, các lão tổ bọn hắn toàn bộ chiến tử tại Thương Huyền, toàn bộ bọn thiên kiều hắn đã đều chết thảm ở Thương Huyền. Bảo vệ của bọn hắn và hy vọng của bọn hắn đều mai táng tại Thương Huyền. Thù hận cùng tức giận để bọn hắn sụp đổ, để bọn hắn chủ động thỉnh nguyện đế quân đích thần tới Thương Huyền. Hạ tuần tháng 2, cường giả đế tộc lần lượt trở lại đế thành. Sau khi giảng giải tình huống, bảy đại đế quân đang tức giận nhào nhào đăng lâm thiên khải, lấy linh hồn tụ thể tề tụ đế thành thiên khải, bao gồm cả tinh linh đế quân. Tổn thất thảm liệt khuất nhiều tàn tác để 6 vị ngoài đế quân tinh linh cùng huyết ma ra đều không thể giữ vững cao ngạo cùng lạnh nhạt như bình thường. Trận thảm bại Thương Huyền này không chỉ có tổn thất gần như toàn bộ thần ma, càng làm cho địa vị bọn hắn thống ngự thiên hạ 30.000 năm nhận lấy khiêu khích nghiêm trọng. Thần của các người, thánh hoàng của các người đều sống an nhàn sung sướng mấy trăm hơn ngàn năm, sớm đã không có huyết tinh, không có kinh nghiệm chiến đấu, chỉ lĩnh hội võ pháp, ngủ say minh tưởng. Mà Khương Nghị và Thiên Hậu trước sau chinh chiến hai đời, cường giả dưới trướng đều thần kinh bách chiến, điên cuồng mà hung hãn. Âm thanh tinh linh đế quân lạnh lùng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Ánh mắt Bắc Thái đế quân lạnh lùng quét về phía tinh linh đế quân. Người rõ ràng đây chỉ là một trong nguyên nhân tàn tác, còn là nguyên nhân rất nhỏ. Chân chính tàn tác là do U Minh địa ngục xé bỏ hiệp nghị. Tinh linh đế quân nghênh tiếp ánh mắt của hắn. Nếu như không phải tiền kỳ tàn tác để cường giả đế tộc giảm mạnh, để thực lực phấn thiên thần hoàng lại tăng cường, trận chiến thứ hai tuyệt đối không có hình thành nên giằng co. Địa ngục xâm lấn càng không có được hiệu quả như thế này. Địa ngục xâm lấn chỉ là một kích cuối cùng ép đến liên quân đế tộc. Nguyên nhân tàn tác chân chính ở thời kỳ đầu, nhất là liên quân nhân tộc các người đại bại. 15 vị thần linh, hơn 50 vị thánh hoàng lại bị phấn thiên thần hoàng cùng nữ tử quán săn mắt. Nếu như nói ai là người phụ trách mặt mũi đế tộc, nhân tộc thuộc về chủ vị. Long đế, bạch hổ đế quân, huyền vũ đế quân, hắc ma đế quân, huyết ma đế quân đều nhìn về Bắc Thái đế quân cùng Thái Sơ đế quân. Huyết mâu ở bên trong mắt dọc khuấy động ý lạnh kinh khủng. Trận kia của nhân tộc tàn tác xác thực đặt vững cơ sở đế tộc toàn diện bại lui. Nhân tộc hẳn là chi đội mạnh nhất, hẳn là có thể chúa tể trên chiến trường, lại tử thương thảm trọng 10 không còn một. Không chỉ có cổ vũ khí cho Khương Nghị, càng cung cấp tài nguyên to lớn cho hắn. Thái Sơ đế quân lạnh lùng nói. Nhân tộc liên quân không nghĩ tới Khương Nghị sẽ hủy diệt thế giới hỗn độn, càng không nghĩ tới Khương Nghị chạm đến cảnh giới bán đế. Tinh linh đế quân lần nữa đùa cợt. Không ngờ tới hỗn độn thế giới đã hủy diệt, đó là các ngươi chủ quan. Khương Nghị chạm vào cảnh giới bán đế cũng là do các ngươi cống hiến cho hắn Thiên Quân Đại Thần Tôn. Không cần mượn cớ, lịch sử sẽ cho ra đánh giá công chính nhất. Các người thống lĩnh Thái Sơ cùng Bắc Thái hai đại đế tộc sẽ thành sỉ nhục không thể xóa đi trong lịch sử vạn cổ của nhân tộc. Huyền Vũ đế quân lại bất thiện nói. Tinh linh đế quân mời ngươi tới là thương lượng đối sách, không phải để cho ngươi phân phối liên quan. Tinh linh đế quân cười lạnh một tiếng. Đối sách? Các người phải vào Thương Huyền sao? Ai vào ai dám? Bầu không khí lần nữa bị kiềm chế. Năng lượng bảo vệ linh hồn 8 vị đế quân phía dưới giống như 8 mặt trời treo cao. Thiên đỉnh, thiên khải, đế uy bao phủ khắp đất trời, cường quang rọi khắp vũ trụ. Thứ bọn hắn chân chính kiêng kỵ Thương Huyền, đó chính là đế ngấn. 3 vạn năm trước hư không đế quân sắp chết, nhưng Thương Huyền không có sinh ra người kế thừa mới của đế quân. Đáng giá để bồi dưỡng duy nhất là Cửu Thiên Huyền Hỏa, lại gặp U Minh địa ngục kiên quyết đối kháng, hoàn toàn bất đắc dĩ, hư không đế quân đã triệu tập 8 vị tần tấn đế quân bọn hắn. Ký kết vĩnh hằng đế ước, hư không đế quân sẽ chôn xương thượng thương bảo vệ Thương Huyền. Bất kỳ đế quân nào đều không được đặt chân vào Thượng Huyền, càng không được quấy nhiễu Thượng Huyền phát triển. Để đảm bảo đế tộc tuân thủ ước định, hư không đế quân thiêu đốt sinh mệnh cùng linh hồn rèn đúc kinh khủng đế ngấn ấn ký, lạc ấn trên thân thể cùng trên linh hồn 8 vị tân tấn đế quân. Mà đầu nguồn ấn ký nằm trong mộ địa hắn ngủ say. Bất kỳ một vị đế quân nào đạp vào biên giới Thượng Huyền, ấn ký và đầu nguồn đều sẽ xúc động. Hư không đế quân ngủ say cuối cùng dẫn bạo, thông qua ấn ký khóa chặt vị đế quân kia, sau đó ném hắn vào hư không thâm uyên. Càng quan trọng hơn là ấn ký thượng thường linh hồn cùng cơ thể vị đế quân kia. Đối với ước định này, bọn hắn lúc ấy rất kháng cự, nhưng bọn hắn đều là do hư không đế quân đỡ lên, cũng bị chấn nhiếp bởi câu của hư không đế quân. Ai không ký bây giờ sẽ cùng người đó đồng quy vu tận. Bọn hắn cuối cùng tiếp nhận ước định, tiếp nhận ấn ký. 30.000 năm trôi qua, bọn hắn đều tham luyến dì cốt hư không đế quân, cho nên từ đầu đến cuối đang bế quan đốt cháy ấn ký. Vọng tưởng thành lý mất ấn ký, nhưng trình độ ấn ký kiên cố vượt quá tưởng tượng, bất kỳ đế quân nào đều không thể triệt để loại trừ. Chọn lựa một vị mạo hiểm bước chân, càng không có thể, ấn ký này là muốn mạng. Sau đó bọn hắn bắt đầu toàn lực bồi dưỡng đế quân mới. Đế quân mới không có ấn ký có thể đặt chân Thượng Huyền tìm kiếm di cốt hư không đế quân. Như người ta tham luyến đế cốt, ta cũng tham luyến đế cốt, tất cả mọi người tham luyến đế cốt, cho nên đều không hy vọng bất kỳ bên nào xuất hiện đế quân mới. Trong 20.000 năm qua, huyết ma tộc, bạch hổ đế tộc cùng long tộc đều từng bồi dưỡng được chân chính bán đế, đều bị đế tộc khác quấy nhiễu tại Đăng Thiên Kiều, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử. Lại sau đó cũng chính là gần vạn năm qua, đế tộc đều trầm mặc không còn giày vò. Tùy ý đế tộc cùng đại lục phía dưới tự do phát triển, đồng thời ước định riêng phần mình đến đỡ một bộ phận còn rối. Khống chế ngoại vực Thượng Huyền, có thể thỏa mãn nguyện vọng chia cắt Thượng Huyền, cũng có thể bí mật tìm kiếm nơi chôn xương hư không đế quân. Như thế này trầm mặc cùng thỏa hiệp cũng tạo thành thiên hạ dài đến vạn năm hòa bình. Thẳng đến khi Thượng Huyền ra đời Chủ Tước Linh Văn. Cái kia không chỉ mang ý nghĩa chủ tước trùng sinh, càng mang ý nghĩa Thượng Huyền sắp sinh ra đế quân, còn là thần nhân tộc linh hồn chủ tước. Một khi tân đế quân khống chế Thượng Huyền, không chỉ có là cường đại uy hiếp đối với yêu tộc, càng có thể đạt được di cốt hư không đế quân cùng các loại bố trí. Đến lúc đó tân đế quân sẽ lấy thực lực tuyệt đối tái hiện vinh quang tổ địa, thậm chí muốn 8 đại châu bọn hắn thần phục. Cho nên bọn hắn ra tay tại ngàn năm trước, mặc dù đều không hy vọng Thượng Huyền có đế quân, nhưng ở lúc mới bắt đầu nhất cũng đều muốn lợi dụng vị thần hoàng kia gián tiếp thống trị Thượng Huyền, hoặc là thay bọn hắn tìm kiếm được di cốt hư không đế quân. Cho nên bọn hắn thụ ý bí mật khống chế bát bộ hoàng đạo, tiến hành quan sát kết minh, thậm chí là nâng đỡ. Nhưng vị thần hoàng chủ tước kia dã tâm quá lớn mà tốc độ phát triển cực nhanh, nhất là thiên hậu có linh văn hoàn toàn mới xuất hiện, cùng tu la khởi nguyên đế văn khôi phục, đều để bọn hắn cảm nhận được sự mất khống chế. Sau đó tất cả đế tộc một lần nữa gặp mặt, sau một phen thương nghị liên hệ Xích Thiên Thần Triều, chế tạo cuộc chiến Đăng Thiên Kiều hủy diệt. Vốn cho rằng mọi chuyện đều đã như vậy mà kết thúc, hết thảy đều trở về quỹ đạo. Không nghĩ tới chính là tôn chủ tước kia vậy mà trùng sinh. Càng không có nghĩ tới chính là ngàn năm sau trùng sinh vậy mà trong hơn 10 năm ngắn ngủi đã dẫn phát kéo dài nghịch tập. Tốc độ nhanh đến mức khiến những đế quân bọn hắn đều phản ứng không kịp. Chủ tước kia dục hỏa trùng sinh giống như được trời trợ giúp, nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Không đoạn tuyệt cảnh trùng sinh giống như bất kể thủ đoạn nào đều ép không được. 30.000 năm chúng ta đều không có thanh lý ấn ký, dì cốt hư không đế quân còn chôn giấu, ai dám tiến vào Thượng Huyền. Lời tinh linh đế quân để tất cả đế quân từ trong trầm tư kéo về hiện thực. Chúng đế quân đều không có nhìn về phía lẫn nhau, nhưng tâm tư đều rất rõ ràng. Vì đạt được di cốt hư không đế quân cùng khống chế Thượng Huyền đại lục, bọn hắn đều có thể trước sau giày vò 30.000 năm. Nếu như bất kỳ một vị đế quân đột nhiên bị ném tới thâm không mấy tháng về không được, đế quân khác khẳng định nhảy vào đại lục bọn hắn, chia cắt lục địa, cướp đoạt các loại cường giả thần mạch, san bằng đế thành, chém chết tất cả truyền thừa đế mạch. Huống chi đế ngấn còn có thể trọng thương linh hồn cùng cơ thể đế quân bị di chuyển. Cho nên ai cũng không dám làm người đầu tiên tiến vào, cái này tương đương với tất cả mọi người không dám vào. Tình linh đế quân nói, nếu như ai cũng không dám tiến vào Thượng Huyền, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Phấn Thiên Thần Hoàng mặc dù thắng được chiến tranh, nhưng khẳng định không có vui mừng, chỉ có gấp gáp. Hắn ở trong thời gian ngắn nhất định phải hoàn toàn hư hóa, sau đó lên Đăng Thiên Kiều nghênh đón thiên phạt. Trùng kích đế cảnh, các người có thể lặp lại chiều cũ, giống như giết chết các bán đế khác. Khương Nghị sẽ hủy diệt toàn bộ trên Đăng Thiên Kiều. Chỉ cần Khương Nghị vừa chết, hết thảy đều không kết thúc. Nhìn như đề nghị của tinh linh đế quân không tệ, thế mà mấy vị đế quân khác lại hừ lạnh. Bác Thái Đế Quân nói: Ta nói người hôm nay vì sao sinh động như vậy, thì ra đang tranh thủ cho Khương Nghị một thời gian an toàn chỉnh đốn. Muốn hoàn toàn hư hóa nói nghe thì dễ, chẳng lẽ chúng ta phải chờ thêm 3-5 năm? Lấy tốc độ phát triển của đám người Khương Nghị cùng thu hoạch trong đại chiến Thương Huyền, 3 năm sau thần linh dưới trướng hắn có thể đạt tới 20 vị, nói không chừng phòng không võ thần linh cùng Tôn Hồng Hoàng Thiền Long kia, thậm chí Thôn Thiên Ma Hoàng đều đạt tới bán đế thì sao? Chờ hắn hoàn toàn hư hóa cũng không cần lập tức đến Đăng Thiên Kiều, hắn còn có thời gian mấy tháng chuẩn bị. Trong mấy tháng này nếu như hắn bằng vào thân thể bán đế tìm ra di cốt hư không đế quân thì thế nào? Hết tập thứ 416.